Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ làm video chia sẻ một món ăn hàng ngày rất là quen thuộc, đó là em sẽ làm gà xào sả ớt nhé. Để làm cái món ăn hàng ngày này thì nguyên liệu chủ yếu đó là thịt gà. Các anh chị mình lựa cái thịt gà ngon thì cái món ăn của mình nó sẽ ngon. Ở đây em đã chuẩn bị một con gà khoảng hơn 1 kg thôi. Gà này gà tre nên là nó không có lớn nhiều. Và để làm cái món gà xào sả ớt này thì sả ớt em chuẩn bị khoảng 4 tép sả. Ớt thì các anh chị có thể dùng ớt nào tùy thích, nhưng mà cái ớt này ớt cay này. Còn có một cái loại ớt cũng là ớt đỏ nhưng mà nó không cay, tùy vào cái khẩu vị của gia đình mình. Các anh chị có thể nêm nếm cái ớt cay hay không cay nhé. Tỏi và hành tím em sử dụng khoảng 2 củ. Tỏi thì khoảng nửa củ lớn. Đầu tiên đó là gà thì em mua về em làm sạch rồi. Với một chút muối và rượu thì mình khử được cái mùi tanh của cái thịt gà. Chặt miếng vừa ăn. Bây giờ thì em sẽ ướp thịt gà. Em ướp với khoảng một muỗng muối và bột ngọt. Muối ở đây thì em sử dụng muối bột canh hoặc muối thường đều được. Và chủ yếu là để tạo cái màu cho cái gà nó khi mình xào xong thì nó có màu hấp dẫn, thì em sẽ dùng thêm 1/2 muỗng cà phê bột nghệ nhé. Theo đó là đối với hành và tỏi. Khi mình ướp gà được khoảng 15 phút thì bây giờ em sẽ xào cho khoảng 2 muỗng dầu ăn. Phi thơm cái phần hành tỏi. Tiếp theo đó thì em sẽ cho cái phần gà vào luôn. Em xào cho săn cái phần thịt gà, cái thịt gà của mình nó săn lại như vậy thì em sẽ cho cái phần sả ớt vào luôn. Mình đảo chút xíu, mình cho cái sả và ớt vào, mình đảo chút xíu cho nó thơm, nó dậy mùi. Thì bây giờ em sẽ, đối với cái gà mà nó non hoặc là các anh chị mua gà trong siêu thị á, thì mình chắc là không cần cho thêm nước đâu. Nhưng mà đối với cái gà già hoặc là cái gà mà nó dai, nó cứng á, thì mình phải cho thêm một chút xíu nước. Em sẽ nấu chừng khoảng 10 phút cho cái gà của mình nó chín hẳn. Và trong thời gian này thì anh chị nêm nếm lại gia vị nhé. Em sẽ cho thêm một chút xíu hạt nêm và nước mắm.
khi em nấu gà được thêm khoảng chừng 5-7 phút thì em cho cái phần lá chanh vào. Anh chị có thể cho khoảng 5-7 lá chanh để nó tạo cái mùi thơm cho cái món ăn của mình. Nếu mà mình không thích thì mình không cho cũng được nhé, tùy vào cái khẩu vị vùng miền đấy. Mà ở ngoài Bắc thì thịt gà thì luôn luôn là đi kèm với lá chanh. Mình xào thì mình cho vài cái lá chanh vào, mùi rất là thơm. Vậy là em đã vừa hoàn thành xong cái món gà xào sả ớt rất là đơn giản cho cái bữa cơm hàng ngày của gia đình nữa. Đây các anh chị ơi, vậy là em đã vừa hoàn thành xong cái món gà xào sả ớt cho cái bữa cơm hàng ngày của gia đình này. Nhìn cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Mà cái món này thì ăn cũng rất là đưa cơm, dễ dàng thực hiện. Mà mình có thể đổi cái khẩu vị cho cả gia đình. Với cái thịt gà thì mình có thể chế biến được nhiều món để ăn cơm. Video thực hiện cái món gà xào sả ớt của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua nhé.